Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Kim Anh sẽ hướng dẫn cho mọi người mình cách chia hình, chia bài, xem bài theo hình bát quái ha. Trước khi bước vào xem thì các bạn cũng nhớ like, comment và đăng ký kênh giúp cho Kim Anh nha. Thì cách chia bài theo hình bát quái này thì các bạn có thể là xem bài tháng hoặc là bài tuần. Như là các bạn muốn cầu nguyện một cái vấn đề gì thì trước tiên là các bạn phải cầu nguyện ha. Cầu nguyện mình cầm bài lên mình cầu nguyện với ơn trên là hôm nay con xin mẹ hay là xin ơn trên, xin bề trên rồi gì đó chứng cho con một quẻ là tháng này, tháng tư hay là con muốn làm ăn mở mang một cái công việc gì, hay là con muốn sửa nhà sửa cửa, hoặc là con muốn đi xa lập nghiệp. Nói chung bất cứ một cái vấn đề gì mà bạn muốn thì bạn hãy cầu nguyện với ơn trên đó, sau đó thì bạn xóc nha. Ví dụ nam thì xóc 7 cái mà nữ thì xóc 9 cái. Sau đó các bạn xè bài ra như thế này, nam thì mình bóc tay trái, nữ thì mình bóc tay phải ha. Đó, bóc một lá như thế này thì lá này chính là lá mạng đạo của mình, lá mạng đạo của mình ha. Lá mạng đạo của mình thì bạn bỏ ngay chính giữa như thế này nha. Đó, sau đó các bạn chia làm hình bát quái cho Kim Anh ha. Đó, các bạn chia như thế này làm hình bát quái nha. Đó thì là hình bát quái như thế này. Sau khi chia được hình bát quái như thế này rồi thì bắt đầu các bạn cầu nguyện đây, giống như là các bạn muốn là tháng 5 các bạn mở mang làm ăn, hoặc là muốn đi xa một cái vấn đề gì đó thì bắt đầu bạn đếm nha. Đây là tháng giêng nè, đó, từ trong bản thân mình ha. Đây là tháng giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, đi dòng lại tháng 10, 11, 12. Đó là 12 tháng đối với nữ ha. Còn nếu như là mình nam thì mình đếm bằng tay trái nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đó là tay trái thì mình đếm về phía bên trái ha. Tay phải thì mình đếm về phía bên phải. Đó. Ví dụ như giờ các bạn muốn như là tháng 7, tháng 8 đi. Tháng 8 con làm ăn nó sẽ như thế nào, con muốn mở mang một cái cơ sở gì đó thì nó như thế nào, và là các bạn đếm. Nếu mà nữ thì các bạn đếm như thế này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, đây là cái quẻ bài của bạn nữ ha. Bạn nữ thì trong tháng thứ 8 các bạn muốn làm ăn thì như thế nào. Đó là cho thấy nè, trên con đường làm ăn của các bạn, trên con đường làm ăn của bạn trong cái tháng 8 này, bạn muốn mở mang làm ăn gì là mọi cơ hội của bạn sẽ có sự quay trở lại với bạn, và bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ rất là tốt. Đó. Trên con đường bổn mạng, trên con đường công danh của bạn á, con đường công danh của bạn trong quá khứ á, là bạn có sự ganh tị của một người bạn trai, của một người đàn ông ha. Đây. Như thế này. Đây là cái quẻ của cái bạn tháng 8 ha. Thí dụ như là mình muốn tháng 8 ra đường mở mang làm ăn á, thì nó có ý nghĩa như thế nào, thì nó có ý nghĩa như thế này nha. Đây là cái quẻ bài nè, giống y như tháng 8 nè. Đây á, là cái sự, đây là một người đàn ông xấu ha. Cái này là sự quay trở lại. Còn cái này á, là giống y như là mình có quý nhân giúp đỡ là xấu, giống y như là trong quá khứ của mình á. Cái này là ở trên thì là quá khứ ha. Trong quá khứ của mình là trên đường công danh của mình á, là luôn có sự đố kỵ của người đàn ông. Nhưng mà mọi ước mơ, mọi thành công của mình, mọi ước mơ là mọi hy vọng của mình á, giống y như là mình mở mang làm ăn gì đó thì cơ hội của mình sẽ quay trở lại với mình ha. Còn cái con này thì tượng trưng cho là có người giúp đỡ, quý nhân giúp đỡ là một người đàn ông nè. Người đàn ông này thì có tài, có đức ha, có thể giúp đỡ mình trên con đường công danh trong cái tháng 8 này. Đó là ý nghĩa là như thế này ha. Đó là tháng 8. Với bạn nữ, còn thí dụ như là mình là bạn nam thì như thế nào? Bạn nam thì bắt đầu mình đếm ở đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì mình bóc bên này ha. Đây là đối với bạn nam. Bạn nam thì mình đi ngược lại nha. Nói về cái quẻ bài của bạn nam trên con đường công danh. Năm nay bạn có ý định, tâm trạng của bạn hiện tại bây giờ, tâm trạng của bạn là buồn bực nóng nảy nè, buồn bực ha, giống buồn vui lẫn lộn nè, đi thì thôi chứ đi đâu,
đi đâu á thì vui tươi. Này, quẻ bài này là tháng 8 của bạn nam ha, thí dụ như là bạn nam bốc lên như thế này thì báo cho thấy là tâm trạng của bạn á, thì buồn vui lẫn lộn nè, trong đi đâu ra đường á, thì vui vẻ hòa nhã tươi cười, nhưng mà khi về nhà rồi thì tâm trạng nó bồn chồn buồn bực, không có được vui, không có được thoải mái đó. Nhưng mà đó là trong quá khứ, còn bây giờ hiện tại của bạn, bạn có ước mơ xây nhà, sửa nhà, mua nhà hoặc là mua xe, mua cổ gì đó, thì cơ hội đến với bạn là hai cơ hội và bạn sẽ đạt được sự thành công là từ 70 tới 80%. Tốt ha, là tháng 8 quẻ bài của các bạn nam đó, là bắt về tháng 8 là như thế đó, tương tự vậy ha. Đó thì trên trên con đường nhưng mà đây là cái đường mạng chính nè, đó đây là cái đường mạng chính của các bạn nam ha. Nhưng mà cẩn thận trong cái tháng 7, cẩn thận bà đường đi nước bước của bạn, cẩn thận trong tháng 7 thì có thể là hao tài thất lộc, gặp sự xui xấu, cho nên cần mặt này cần phải hạn chế, tốt nhất là không có nên đi đâu vào ban đêm thì không có tốt. Đó là trên con đường mạng đạo chính thức ha. Đó là như vậy nè, đó mạng đạo chính thức là khuyên bạn là đi đâu cẩn thận, không có nên vào, đi vào ban đêm thì không có tốt nè. Cẩn thận màu trắng nè. Đó là không có nên đi vào ban đêm ha. Coi chừng là bị hao tài thất lộc không có tốt. Đó là quẻ bài là biểu hiện như vậy ha. Còn thí dụ như bạn muốn xem tháng tháng 6, tháng 5 đi, tháng 5, 1, 2, 3, 4, 5, đó đây là bạn 5, tháng thứ 5 của bạn nữ, thì các bạn giật lực bài như thế này, trong tháng 5 này thì bạn sẽ có cơ hội nè, có được quý nhân giúp sức nè, giúp quý nhân này là một người phụ nữ, nhưng mà người phụ nữ này cũng có tài, có đức ha, tài đức vẹn toàn, có thể giúp đỡ bạn trên con đường công danh rất là tốt, bạn sẽ có cơ hội tốt, đó, này là cơ hội này ha. Đây là cơ hội tốt nè, này là quý nhân nè, mà quý nhân này là người này là có tài có đức ha. Đó là con đường công danh của bạn là tháng thứ 5. Nếu như tháng thứ 5 bạn đi ra đường, bạn muốn làm ăn mở mang gì, bạn sẽ có sự giúp đỡ, có quý nhân giúp đỡ bạn là một người phụ nữ. Người phụ nữ này thì có tài có đức rất là tốt. Còn nói về bạn nam thì như thế nào? 1, 2, 3, 4, 5 thì tháng thứ 5 này của bạn nam cũng trùng vô đây là tháng thứ 5 luôn ha, thì ý nghĩa nó là như vậy nha. Đó là theo là quẻ bài của bạn là cho thấy như vậy ha. Thì đó là cách Kim Anh hướng dẫn và cách Kim Anh xem bói bài cho mọi người hàng tháng là như vậy. Như ai có nhu cầu vô xem bói bài tháng thì nói năm nay coi dùm gia đạo của anh, coi dùm gia đạo của chị năm nay vào tháng 8 thì làm ăn có được hay không, hoặc cầu tài cầu lộc có tốt hay không. Đó thì Kim Anh dở quẻ như thế này thì Kim Anh sẽ xem được bài tháng cho mọi người. Đó là người ta chỉ xem về công danh tài lộc của mình thôi, hoặc là xem một vấn đề gì, hay là nhiều khi nói năm nay tháng 8 tôi có gả con được hay không, hoặc là có tiến tới hôn nhân hạnh phúc được hay không. Đó là tùy ha, tùy mục đích của người xem. Đó, tùy của mục đích của người xem thì khi mình cầu nguyện rồi bắt đầu mình mới chia bài lượt bài lên là như vậy ha. Đó thì hôm nay Kim Anh chỉ hướng dẫn cho mọi người cách là xem bói bài theo hình bát quái, và có thể mình xem bói được cho mình ha, tự xem bói cho mình được trong hàng tháng. Ví dụ như hàng tháng đó bạn có ý định gì, hoặc là hàng tháng đó bạn nói con xin ơn trên coi, thì con tháng 7 này con muốn đi xa, làm một chuyến đi xa du lịch dã ngoại gì đó, thì được đi nước bước con có được thuận lợi hay không, có được tốt đẹp hay không, thì các bạn cứ chia bài ra, các bạn xếp như vậy, bắt đầu bạn đếm thì bạn sẽ xem được trong quẻ bài của bạn là tháng nào đó có được tốt, có được theo ý nguyện của bạn hay không ha. Thì hôm nay Kim Anh chỉ hướng dẫn cho mọi người là cách xem bói bài hình bát quái, rồi cách xem bói bài hàng tháng. Thì hẹn mọi người, hẹn 10 người clip sau thì Kim Anh sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách xem bói bài 24 giờ ha. Đó thì hôm nay Kim Anh chỉ hướng dẫn mọi người tới đây thôi. Rồi mọi người like, comment và nhớ đăng ký kênh giúp cho Kim Anh ha, để mình tiện theo dõi những clip tiếp theo Kim Anh hướng dẫn các bạn cách chia bài, cách xem bài như thế nào nè. Rồi xin cảm ơn và tất cả các bạn ha. Chào tất cả mọi người luôn nha.